Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một cái bài gấp giấy. Các bạn có nhìn thấy cái gì trên màn hình không? Và các bạn nhìn thấy nó giống con chim hay là con vịt nhỉ? Nhìn nó giống con chim đúng không? Nhưng mà chúng ta gọi nó là con vịt. Hôm nay Tuấn Bo sẽ hướng dẫn các bạn gấp được con vịt này. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Giờ chúng ta sẽ chuẩn bị một tờ giấy, mau dùng tờ giấy to để cho các bạn dễ nhìn. À, một hình giấy vuông 20 x 20, các bạn gấp lại, chéo lại, sau đó các bạn lại mở ra và các bạn gấp như này. Đấy, các bạn niết cái này làm đối xứng. Rồi, tiếp như thế này. Bên này cũng làm về sướng. Rồi, ta được như này. Các bạn bạn lại bạn thấp đây nha. Đấy. Rồi, rồi bây giờ các bạn được lên như này. À, chúng ta tiếp tục gấp, chúng ta sẽ bẻ được lên như này. Rồi, giờ chúng ta sẽ mở ra, chúng ta gấp ngược lên. Rồi, giờ chúng ta sẽ lại bẻ được. Như thế này, và chúng ta sẽ bẻ thêm một cái đường này nữa, ngang như này nữa. Có chung một cái điểm ở đây nhá. Rồi chúng ta sẽ mở ra, mở cái chỗ này ra. Chúng ta sẽ bẻ xuống. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục cái mỏ. Đó.
À, các bạn thấy thế nào ạ? Đã hoàn thành 99,9% công việc gấp con vịt rồi đấy ạ. Giờ chúng ta chỉ thiếu cái mắt thôi ạ. Rồi, ta sẽ cho cái mắt vào con thế này. Đấy, các bạn thấy có thế nào, giống con vịt giống lúc nãy không ạ? Vịt to vịt bé đấy ạ. Ta sẽ trâu đốt. Bạn muốn nào đứng thì các bạn tách nhẹ nhẹ cái chỗ dưới đế này ra nha. Nó sẽ đứng được. Đó. Như vậy là Tuấn Bo lại vừa tiếp tục giới thiệu cho các bạn một phương pháp gấp con vịt từ giấy, một hình thức rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần làm là giống như Tuấn Bo, giấy to giấy nhỏ, vịt to vịt nhỏ, các bạn cứ gấp như vừa rồi như hướng dẫn của Tuấn Bo là được, rất nhanh đúng không ạ? Một con vịt rất là đẹp. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video gấp giấy tiếp theo của Tuấn Bo. Các bạn nhớ theo dõi nha.